Ban tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông họp ra soát, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cao điểm các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức đắc Nông ngày hôm nay ngày 6 tháng 3. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh là sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng của tỉnh, do đó việc chuẩn bị phải khẩn trương, chú đáo. Đây là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắk Nông tại cuộc họp già soát, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tổ chức sáng nay 6 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn 10 yêu cầu văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giả soát, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương sớm hoàn tất các nhiệm vụ phần việc được giao. Các đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, chuẩn bị, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí đường phố chào mừng. Các lực lượng địa phương triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức các hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh triển khai tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên, theo dõi, đơn đốc việc tập luyện, tổng duyệt chương trình nghệ thuật bảo đảm tiến độ. Sáng nay ngày 6 tháng 3, tại hội nghị do Ban báo chí tháng 2 năm 2024, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quảng bá sâu rộng hình ảnh, thế và lực của Đắk Nông. Các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền cao điểm lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Các cơ quan báo chí trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong tuyên truyền, quảng bá thành tựu, dấu ấn nổi bật sau 20 năm tái lập tỉnh, lan tỏa về sự kiện lễ kỷ niệm. Cung cấp thông tin tại hội nghị giao ban báo chí tháng 2 năm 2024, tổ chức sáng nay 6 tháng 3, ông Nguyễn Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, tỉnh Đắk Nông đang xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh tập trung vào 5 nội dung chủ yếu. Cụ thể, tỉnh hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng, các chương trình, dự án để triển khai thực hiện quy hoạch. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 đến 2025 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2026 đến 2030 bảo đảm phù hợp với quy định của luật quy hoạch, luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, xác định nguồn lực để thực hiện quy hoạch tỉnh. Sáng nay 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Đắk Nông thời đại mới năm 2024. Với chủ đề phụ nữ Đắk Nông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội hội tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và tổ chức các hoạt động tận dụng ưu thế mạng xã hội để chia sẻ cái hay cái đẹp lan tỏa những điều tích cực góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh các cấp hội tuyên truyền đến hội viên phụ nữ hãy thể hiện sự hiểu biết và chính kiến trước những mặt trái của mạng xã hội sáng nay ngày 6 tháng 3 phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tôn thị ngọc hạnh chủ trì lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đảng Cộng đồng Đắk Nông đối với ông Nguyễn Quốc Hà. Ông Nguyễn Quốc Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đảng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. Phát biểu ra nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của ông Hà trong thời gian qua. Thời gian tới, ông Hà tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.